Ta có ạ. Xem nào, C4H8O2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức? Được chưa? Thì ta sẽ có là chúng ta sẽ xét về đồng phân axit. Xét đồng phân axit. Thì nó sẽ có dạng là gì ạ? COH bỏ ra trước này. Thế này còn là C3H7, đúng không? Vậy nó có 3. Số C là 3, đúng không? 3 4 5 2 4 8 3 4 5 2 4 8. Vậy 3 ta có 2 đồng phân axit ở mát nha. Sang đồng phân ester. Ester. Thì ta sẽ có dạng là R COO R phẩy. Ta được R cộng R phẩy bằng 3. 0 cộng 3 1 cộng 2 2 cộng 1. Đúng không? 3 4 5 2 4 8. 3 có 2, 0 1 2 chỉ có 1. 1 1 1 1. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 1 x 1 bằng 1. Vậy tổng cộng chúng ta sẽ có 4 đồng phân ester. Đúng không ạ? 4 đồng phân ester. Vậy tính tổng lại, ta có 2 đồng phân axit cộng 4 đồng phân ester nhá. Vậy ta sẽ có là 2 cộng 4 là 6 đồng phân đơn chức nhá. Vậy C4H8O2 của chúng ta có tổng cộng 6 đồng phân đơn chức. Rất hay. Đúng không ạ? Quá dễ dàng.